Hello các bạn nha. Hello, chào mọi người. Rồi, các bạn thấy trên tay mình đang cầm cây gì không? Chậu rất là xinh. Chậu trái tim nha, với lại một chậu dưa hấu nữa nè. Đó. Đây là cái cây trúc phát tài. Tại vì cái cây trúc phát tài này thì nó rất là gần gũi với chúng ta rồi. Thì hôm nay cây đời sẽ bật mí về ý nghĩa và cách bài trí và gì nhỉ? Cái và kiểu làm cái ý nghĩa của cây phát tài này, cây trúc phát tài này sẽ đem về cho chúng ta nhiều tài lộc may mắn như thế nào đấy. Người Việt Nam chúng ta thì thường xem cây trúc phát tài này là một trong những loại cây mà mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Chính vì vậy mà cái clip của cây đời này sẽ giúp cho chúng ta gợi ý được cái bật mí được những cái ý nghĩa này, cách trình bày và cách trang trí của loài cây này trong gia đình của mình đó. Trước hết là về nguồn gốc của cây trúc phát tài, thì cây trúc phát tài còn có một tên gọi khác, đó chính là cây trúc phát dụ, trúc vạn niên, trúc tiêu hay là trúc hạn vân. Còn loài cây này thì nó có nguồn gốc từ các vùng quần đảo Canary và vùng nhiệt đới châu Á, châu Phi, trồng được phổ biến ở Trung Quốc và hiện nay thì nó đã có mặt ở Việt Nam. Về đặc điểm của cây trúc này thì trúc này thì nó ưa bóng này, chịu được bóng râm, thân cây thì nó mọc thẳng đứng thành đốt những đốt trúc như thế này, và mỗi đốt nó cách nhau khoảng tầm từ 2 đến 3 cm, chiều cao trung bình thì từ khoảng 40 đến 50 cm. Thì cây trúc này thì nó có chiều cao khoảng từ 15 đến 20 cm. Và cây thì nó có màu xanh đậm và nhạt xen kẽ lẫn nhau, thì những nơi thì nó có ngả màu có xanh nhạt hơn và thì sẽ dễ uốn vào các kiểu khác nhau. Cây trúc phát tài thì thường không có cành và lá cây sẽ mọc ra từng chiếc riêng lẻ và bám sát vào các phần thân, màu xanh bóng này, hình dạng ráo mác và nhọn ở phía đầu đuôi lá. Về khoảng dài thì từ khoảng đến từ 15 đến 20 cm và rộng khoảng từ 2 đến 3 cm. Bộ phận rễ của cây thì phát triển mạnh, mọc thành từng chùm ở cuối thân, đặc biệt là môi trường ẩm ướt và ngập nước thì bộ rễ còn phát triển mạnh hơn nữa. Một điểm lưu ý ở cây trúc phát tài phát lộc này thì và cây này thì nó khác hẳn với lại cây tài lộc. Nó là hai loài cây hoàn toàn khác nhau. Mọi người nên lưu ý. Thì đấy là về cái đặc điểm và nguồn gốc của cây đó. Thì bây giờ là sẽ đến cái công dụng của cây trúc phát tài này trong đời sống của chúng ta. Thì cây trúc phát tài này có rất là nhiều công dụng này, dùng để trang trí không gian sống của gia đình mình. Và cây trúc phát tài này được nhiều gia đình lựa chọn trong cái việc mà trang trí không gian nhà cửa này với cây có hình dáng đẹp và bắt mắt như thế này, bởi vì lá của chúng ấy làm nổi bật cái quan cảnh và mang lại cái vẻ đẹp không gian căn nhà của mình. Đó. Thông thường thì loại cây này được đặt ở trước cửa nhà này hay là mặt tiền của các cửa hàng, hoặc là có thể đặt ở trên cái bàn làm việc của mình này, hay là phòng khách trong các gia đình. Những vị trí này sẽ giúp cho mình mang lại cái vẻ đẹp cho cái không gian sống và lại còn có ý nghĩa về phong thủy nhá. Cây có mang nhiều ý nghĩa phong thủy như lá, có thể tạo ra cái sự yên bình cho căn nhà của chúng ta đó. Ngoài ra thì loại cây này còn mang lại cho chúng ta cái may mắn này, hoặc là có thể sở hữu với cái sức sống mãnh liệt của nó thì đem đến cho chúng ta một nguồn năng lực dồi dào này và có ý chí vươn lên trong cuộc sống nhá. Ngoài ra thì cây trúc phát lộc phát tài này còn có thể thanh lọc không khí rất là tốt nhá. Thì có tác dụng là hút nhỉ, hấp thụ các khí như là CO2 này, nhả ra khí O2 này để có thể không khí của chúng ta có thể trong lành hơn. Cây trúc phát tài này có thể sinh trưởng ở mọi điều kiện môi trường nên là chúng ta có khả năng lọc sạch không khí và cải thiện môi trường sống. Bên cạnh đó thì cây còn mọc thành từng cục như thế này nên là cái độ bốc hơi lớn và có thể tăng độ ẩm
và kháng lại những chất độc hại như là thuốc lá này hay là đồ điện tử gây ra đó. Và cây này có thể làm quà tặng nhé, vì cây trúc phát tài này có tác dụng là làm gia tăng cái sự may mắn cho người sở hữu ấy, nên là mà loài cây này trở thành một cái món quà mà có thể dành cho bạn bè này, cho đối tác này, có thể cho người thân của chúng ta, nên là cây có thể dùng để làm quà tặng như gì nhỉ, trong những cái ngày khai trương hay là những cái ngày mà các doanh nghiệp nó khai trương, và mình có thể tặng cây này để phù hộ đó, để giúp người ta phát tài phát lộc, làm ăn thành đạt đó. Còn theo phong thủy thì cây trúc phát tài này thì rất phù hợp với mọi tuổi này, cung mệnh khác nhau, nhưng là hợp nhất với lại tuổi Mão ấy. Người ta thì đặt loài cây này trong nhà để nhận được nhiều tài lộc, giàu sang. Bên cạnh đó thì cây còn giúp cho gia chủ tránh được một số rắc rối này về sự xui xẻo, khó khăn, không mong muốn, và hay tránh bị kẻ xấu hãm hại. Ngoài ra ấy, thì cây trúc phát tài còn có khả năng giúp cho tinh thần được minh mẫn, thoải mái, làm việc có hiệu quả cao. Thì về theo hướng đa phong thủy thì bởi vì cây này là một loài cây phù hợp với các cung mệnh, nên mọi người có thể đạt được ở nhiều hướng khác nhau, trong nhà, trong công ty. Thì nhưng hướng tốt nhất thì nên là hướng đông, hướng nam này, hướng đông nam. Trong việc đặt cây thì sẽ giúp cho gia chủ được gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Trường hợp nếu bạn đặt ở hướng bắc thì sẽ mang lại cho bạn được nhiều sự thuận lợi và thành công trong công việc. Bên cạnh đó, nếu bạn đặt ở cây ở những nơi có độ sáng vừa đủ thì cây sẽ hấp thụ được lượng sáng phù hợp. Không nên đặt cây ở những nơi có máy điều hòa và nơi có độ ẩm thấp thì sẽ làm cho cây sinh trưởng chậm và phát triển chậm. Và nhỉ? Rồi gì nhỉ? Đến đâu? Đây các bạn ơi, thì một số cái vị trí mà có thể đặt được cái cây phát tài này nhá, thì có thể đặt ở phòng khách này. Tại vì vị trí phòng khách là một cái vị trí mà nhiều gia đình lựa chọn để đặt cái cây phát tài này. Nhiều người quan niệm rằng cái phòng khách là nơi có thể tiếp khách, và đây cũng là nơi có vị trí tài lộc nhiều nhất trong gia đình của chúng ta, nên là sẽ giúp cho gia chủ của mình sẽ đón được cái tài lộc vào nhà này. Và bạn có thể đặt cây ở vị trí góc tường hay là một số kệ trang trí trong phòng làm việc hay là trong phòng khách của mình đó. Thứ hai là có thể đặt cây này ở ngoài hành lang này. Ở ngoài hành lang thì có thể đặt cây này ở cái khoảng trống hành lang trong nhà của mình, không những có thể vừa đẹp này mà cái không gian nhà của mình sẽ mang lại cái sự sang trọng cho cái ngôi nhà và thu hút được cái sự may mắn. Và cũng có thể đặt rất là nhiều nơi như là bàn làm việc này. Bàn làm việc thì sẽ giúp cho chúng ta tiêu mời được tài lộc này, tăng cái năng suất công việc, hiệu quả làm việc của chúng ta đó, và giảm đi cái căng thẳng mệt mỏi trong một ngày làm việc cũng vất vả đó. Đồng thời thì cái cây này có thể tạo cho cái không gian của mình trong lành hơn đó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đặt cây ở bất kỳ vị trí nào trong văn phòng làm việc của mình, cho cái căn phòng của mình nó hài hòa hơn này, không gian thoáng hơn này, và có thể thoải mái giúp mình tăng hiệu quả làm việc đó. Còn về giá cả này và có thể mua cây này ở đâu, thì cái hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều cửa hàng và nhiều mặt hàng như cái cây này, thì có thể có rất là nhiều nơi và có rất là nhiều nơi để mua, và cái gì là chất lượng của nó thì các bạn có thể ra ngoài showroom 39 cây đời như mình đang đứng ở đây, thì có thể ra đây các bạn có thể xem trực tiếp và mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn về cái cây này đó. Thì mình sẽ để thông tin của cửa hàng, số điện thoại mình để trong cái góc đó bên trái này, thì các bạn có thể ấn vào đấy và các bạn ghi số ra đó, các bạn gọi cho mình sẽ tư vấn cho các bạn, hoặc là các bạn có thể ra trực tiếp cửa hàng để mua nhá.
giá của cây này thì cũng không mắc lắm đâu, khoảng 100 đến 200 tùy vào cái kích thước của cây nhá. Đó. Rồi thì chị em mình xin chào các bạn.